Điều 16 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Article 16. Legal personality of natural persons. 1. The legal personality of a natural person is his, her capability to have civil rights and civil obligations. 2. All individuals shall have the same legal personality. 3. The legal personality of a natural person commences at birth and terminates at death.